Kính thưa đến quý vị, và vào những cơn mưa, thầy ơi sao không kể đường thầy về lặn lội sớm chiều với đàn em. Bài hát Mong ước kỷ niệm xưa dưới sự thể hiện của tăng sinh Minh Thuận đến từ tổ 3, tổ 4 lớp tăng, xin trân trọng kính mời. Quý vị, thật là một túc phúc cho tăng ni sinh khóa 6 chúng con trong buổi tối ngày hôm nay. Và tiếp theo sau đây sẽ là một ca khúc đặc biệt và một người thể hiện ca khúc cũng thật đặc biệt. Chúng con xin được nhất tâm kính cung thỉnh Hòa Thượng Hiệu Trưởng sẽ gửi tới toàn thể quý vị
qua ca khúc Khúc Hát Con Sông Quê. Xin thành kính kính cung tình. Xin hát bài. Tri ân thầy cô do tập thể lớp Ni thể hiện. Xin kính mời quý thầy cô cùng tất cả hội chúng cùng thưởng thức.
lễ đài hôm nay. A Di Đà Phật. Để tiếp theo chương trình là phần trình diễn kịch Thoát Vòng Tục Lụy do tập thể Ni Sinh Chúng Con trình bày. Xin kính mời tất cả quý ngài cùng tất cả hội chúng ta cùng thưởng thức. Thầy cô cho tôi xin bát nước. Con là Dương Thả Tuyệt, không dám dâng nước cho một bậc tôn quý như ngài, sợ rằng đôi bàn tay sơ này làm ô uế bát nước mà ngài uống. Tôi xin nước chứ không phải xin giai cấp. Hơn nữa đạo Phật không phân sang thấp, giàu nghèo chỉ cần cô có lòng thì tôi sẽ thụ nhận. Lần đầu gặp mặt lòng xuyến sao, trong lòng thao thức giả nao nao. Có hay chăng là duyên và nợ, mới gặp như quen từ bao giờ. Lan thân hình ngày một tiểu tụy, đúng là nghiệp duyên. Mấy bạn ấy đứng gồ gồ chỗ khổ lắm. Mô quay Phật, em chào thầy. Cô đến chùa niệm Phật đấy đi. Em có chuyện muốn nhờ thầy giúp nhưng thật khó nói. Cô cứ nói. Không hiểu đường tình duyên em sao lại lận đận long đong đến vậy. Hàng ngày em vẫn thấp nhang. Hàng ngày em vẫn thắp nhang mà sao em cứ dở dang đường tình. Em muốn nhờ thầy giúp em cắt duyên âm lối duyên trần để em mau chóng tìm được người như ý. Cô à, có duyên không nợ cũng đành, duyên nợ không có chẳng thành đâu cô. Duyên nợ mà thầy nói thật là xa xôi. Em chỉ biết được nghe giọng nói ấm áp của thầy, được ngắm làn da trắng mịn của thầy là lòng em lại xao xuyến. Mô Phật, đây là chốn thiền môn, mong cô tế nhị. Facebook của thầy là gì? Em có thể kết bạn để mình thường xuyên tâm sự, giải bày lỗi lòng trong em. Oh no, I don't use smartphone. Oh, thầy không những handsome mà nói tiếng Anh còn như gió. Thầy đang theo học tại trường nào vậy? Thầy đang học trường trung cấp Phật học Nam Định. Vậy chiếc điện thoại này rất hợp với thầy. Đây là chiếc điện thoại đời mới nhất. Zalo, Facebook trong này đều có cả. Nên non mới biết non cao, nên phay mới biết phay bao nỗi phiền. Thầy hãy nhận lời tấm chân tình này của em. Bần tăng là kẻ tu hành nhân tư, xa xỉ không phần bần tăng. Đến với em, thầy không chỉ có iPhone mà cả auto mui trần. Với khả năng của thầy, thầy có thể xuất ngoại. Thôi, cô đừng nói nữa. Em sẽ liên lạc lại. Này cô, em không cài mật khẩu. Này cô. Cuối tuần về chùa chưa ôn được bài đã gặp phải chướng duyên này. Thôi đi ngủ, mai còn lên lớp. Hôm nay chúng ta học bài thơ thiền.
tiền sân vãn, niên thiếu hà tầng liễu sắc không? Niên thiếu hà tầng liễu sắc không? Nhất xuân tâm sự bách hoa chung. Nhất xuân tâm sự bách hoa chung. Như kim khám phá đông hoàng diệt. Như kim khám phá đông hoàng diệt. Chiếu trải giường thiền ngắm cánh hồng. Chiếu trải giường thiền ngắm cánh hồng. Buổi đầu khi mới vào đạo, chúng ta chưa biết thế nào là sắc không. Sắc có đó lại không đó. Các con đừng tưởng rằng tuổi xuân xinh đẹp của mình là còn mãi mãi. Rồi đây các con sẽ già đi, làn da trắng mịn của các con sẽ trở nên nhăn nheo. Làn da trắng mịn của các con sẽ trở nên nhăn nheo. Đôi mắt sáng ngời của các con rồi đây sẽ mờ đi vì đục thủy tinh thể. Cái miệng móm mém tươi sinh của các cái miệng tươi sinh của các con sẽ dần trở nên móm mém vì làm tiền đạo nay còn đau. Khi đó chính các con cũng không yêu thương nổi bản thân mình, huống chi người khác. Thế nên khi xưa ma đăng A Nan gặp nạn ma đăng già, ngài nàng thường tương tư ngày đêm A Nan, nhưng sau khi nghe lời giác ngộ của Đức Phật thì nàng đã phát tâm tu hành xuất gia thanh tịnh và chứng quả. Còn các con, hơn ai hết ngày nay, chúng ta phải hiểu được sự nguy hiểm của sắc dục. Bởi vì có như vậy, đạo nghiệp mới sớm thành. Vui trong ngũ dục vui là khổ, khổ để tu hành khổ quá vui. Bài học của chúng ta tạm kết thúc ở đây. Có chuyện gì vậy con? Con bạch thầy, trước khi được nghe bài giảng của thầy, lòng con rối bời, tâm con bất chính niệm. Hôm nay qua lời dạy sâu sắc của thầy, con thực sự đã thức tỉnh tâm hồn con. Con nhận thấy mình thật may mắn được làm người, được xuất gia tu đạo, được học dưới mái trường Phật học thân yêu. Từ đó đã làm bước thang cho chúng con tu tập. Con xin nguyện cố gắng để tu tập tránh xa những cám dỗ danh lợi đời thường và không phụ niềm tin của thầy cô gửi gắm nơi hàng hậu học chúng con. Thật đúng là chúa xuân nay bị ta khám phá, chiếu trải vườn thiền ngắm cánh hồng. Và tiếp theo, và kết thúc chương trình tiết mục của chúng con hôm nay, chúng con xin gửi đến quý thầy cô và toàn thể quý huynh đệ một nhạc phẩm mang tựa đề Bụi Phấn. Xin toàn thể quý thầy cô và quý huynh đệ cho chúng con một tràng pháo tay để cổ vũ tinh thần ạ. Oh,
cùng giơ cao cánh tay của mình dành cho tập thể lớp Tăng ạ. À, bài hát Hiểu và Thương do Tăng Sinh Bản Đăng trình bày. Kính mời. Ba chiếc giờ. Thank you.
Thank you.